Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Như hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 22 tây tháng 7 năm 2021 Và ở Việt Nam đã là ngày thứ sáu ngày 23 tây tháng 7 rồi Thì các bạn thấy được là hôm nay đó giá cả vẫn tiếp tục giữ cái mức cao của ngày hôm qua Các bạn cũng đã biết là trước khi mà chúng ta thấy cái hội nghị b mà Thuận đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua đó Thì giá cả đã có xu hướng tăng trưởng và hiện bây giờ đã giá vẫn tiếp tục trên 32.000 đô Thì hôm nay chúng ta cũng có một số thông tin Thường muốn chia sẻ với các bạn Trong đó chúng ta có những thông tin liên quan tới uh, Grayscale Chúng ta sẽ nói những thông tin liên quan tới JP Morgan Chúng ta sẽ có những thông tin uh, on-chain Mà thường muốn chia sẻ với các bạn Cũng như là chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan tới BlockFi Và một số những cái thông tin liên quan như là Jack Dorsey Và cái uh, hashtag Ethereum Mà gây ra nhiều cái sự tranh cãi hiện bây giờ Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta nhìn vào giá cả đó thì đương nhiên các bạn thấy được là giá sau khi mà có cái sự tăng trưởng trước khi mà có cái hội nghị bi world ngày qua thì giá tiếp tục ở cái mức uh, cao thì thị trường này đó có một điều thú vị đó là các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều những bạn mới tham gia vào Và cái tâm trạng của những bạn mới đó thì chúng ta thấy được là giá cả đi xuống 300 đô Thì mọi người sẽ la làng là giá sẽ xuống tới 25.000 đô cho một đồng Bitcoin 20.000 đô cho một đồng Bitcoin bây giờ Giá cả đi lên vài trăm đô Thì mọi người bây giờ lại nói là Bitcoin sẽ trở về cái mức là 40.000, 50.000 Và chúng ta sẽ tiến tới 100.000 tới đến cuối năm Cho nên các bạn thấy được là cái sự suy nghĩ của nhiều người trong thị trường này đã thay đổi khi mà giá cả lên xuống vài trăm đô, vài ngàn đô thì tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ của họ. Thì bây giờ giá cả đó đã khiến cho nhiều người có cái sự lạc quan hơn trong vòng 24 giờ qua và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi về cái phương diện giá cả. Nhưng mà trong vòng 24 giờ qua đó thì à, các bạn thấy được là Bitcoin có sự tăng trưởng thì đương nhiên thị trường toàn là màu xanh, chúng ta thấy được rất nhiều đồng đi theo xu hướng Bitcoin hiện bây giờ đi thông refresh cho trang Kogetco xem có những năm lớn ngày hôm nay như thế nào Thì chúng ta thì được là Bitcoin trong vòng 24 giờ qua thì có sự tăng trưởng là 2,3% Ethereum là tăng 4,6% BNB, Binance Coin thì tăng 2,5% Cardano, ADA thì tăng 3,4% XRP tăng 6% Thì cũng đã chia sẻ với các bạn một số những thông tin tốt liên quan đến XRP trong cái video cái tên 2 ngày liên quan tới cái vụ kiện giữa XRP và SEC ban quản lý cộng Hoa Kỳ nhưng mà nào mà chưa có xem thì hãy xem cái video 1003 phần thứ ba XRP Hodler tin tốt từ vụ kiện của XRP chúng ta nhìn vào những đồng khác nữa chúng ta được là đồng Dogecoin thì tăng 2,1% Polkadot thì tăng 12,2% chúng ta được Uniswap thì tăng 8,4% nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái cột mà 7 ngày đó thì các bạn thấy được một tuần qua nhiều đồng thì cũng trở về cái mức một tuần trước đây như là các bạn thấy được là đồng Polkadot thì chỉ tăng 2,8% cho một tuần qua mà thôi đồng XRP thì trở về cái mức một tuần trước đây nhưng mà các bạn thấy là có những đồng tăng trưởng mạnh hơn như là Ethereum thì tăng 7,8% bây giờ đã qua khỏi 2.000 đô và đồng BNB thì muốn trở về 300 đô thì chúng ta Hôm nay đó nhìn một số những cái thông tin và thường nghĩ là một trong những điều mà chúng ta cần phải để ý đến đó chính là cái thông tin liên quan đến GBTC Đây là cái uh, cổ phần Grayscale Bitcoin Trust mà chúng ta thường hay nói tới Thì cái mình thường nói tới hôm nay đó không phải là cái vụ liên quan tới là cái số lượng GBTC unlock sẽ ảnh hưởng như thế nào, đó là cái vụ của tuần vừa rồi Nhưng mà chúng ta thấy được là sau khi mà chúng ta có cái số lượng GBTC unlock thì tình hình như thế nào Tuy là chúng ta thì được là gần đây đã có rất nhiều người công khai thông báo là thu mua rất nhiều cổ phần của GBTC như là các bạn thấy được là đây là cái bài viết được chia sẻ ngày hôm qua bởi Crypto Potato nói là công ty Ark Invest của Cathy Wood đã mua 450.000 cổ phần GBTC trong vòng chỉ có 2 ngày mà thôi. Chúng ta nhìn vào thông tin liên quan tới Morgan Stanley đi. Đây là cái bài viết để cho các bạn xem coi để refresh channel lại thì các bạn sẽ được là đây là cái bài viết khi nào thì các bạn thấy được đây là bài viết ngày 28 tây tháng 6 cách đây không có lâu cách đây chỉ có khoảng chừng là 4 tuần thôi thì Morgan Stanley cũng mua hơn 28.000 cổ phần GBTC Chúng ta nhìn vào những thông tin liên quan tới uh, Rothschild Investment thì cái quỹ đầu tư Rothschild Investment này cũng thu mua GBTC cũng như là thu mua thêm cái quỹ đầu tư Ethereum của Rayscale. Thì gần đây chúng ta thấy có những thông tin tương tự nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay lại có thêm thông tin nữa là JP Morgan Cái mà chúng ta mới nói mới đây đó là Morgan Stanley Đây là một công ty khác JP Morgan là một công ty khác nữa Cả hai đều là công ty tài chính JP Morgan là ngân hàng rất lớn ở Hoa Kỳ Thì hôm nay chúng ta nhận được những thông tin đó Đến từ những người mà trong cuộc chia sẻ những thông tin nội bộ của JP Morgan Nói là bây giờ đó ngân hàng JP Morgan đã bắt đầu cho phép một số những khách hàng mà có tiền của họ để mà bắt đầu mua crypto nhưng mà điều chúng ta cần phải biết ở đây đó là họ sẽ không cho khách hàng của họ đi thu mua Bitcoin, Ethereum và những cái loại đồng khác trực tiếp mà họ sẽ cho khách hàng của họ thu mua crypto thông qua quỹ đầu tư và họ sẽ sử dụng cái quỹ đầu tư là Rayscale trong đó chúng ta đương nhiên là có quỹ đầu tư Rayscale Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Trust, Ethereum Classic và quỹ đầu tư của osprey fund bitcoin trust thì đây là những quỹ đầu tư mà khách hàng của jp morgan có thể dùng để thu mua thì có thể là nhiều bạn hỏi là trong những bài viết đó họ để là bắt đầu trên ứng dụng điện thoại đã có cái chương mục để mà thu mua những cái cổ phần của những quỹ này chuyên về đầu tư vào crypto thì tại sao mà bản thân mình là một cái khách hàng của JP Morgan thì lại không thấy cái ứng dụng để mà thu mua những cổ phần này đó là tại vì bạn phải là một trong những khách hàng mà có tiền đối với JP Morgan thì họ mới bắt đầu là thử nghiệm cho khách hàng của họ đi thu mua những cái cổ phần này bây giờ không phải là khách hàng nào cũng có thể mua được chỉ nên những khách hàng có tiền mà thôi thì đây là cái bước tiến tới rất là đáng kể tại vì các bạn cũng nên nhớ là JP Morgan, chúng ta thấy được là đây là cái bài báo Reuters năm 2017, ngày 20 tháng 9 thì có cái tựa đề là JP Morgan Diamond có nghĩa là Jamie Diamond, CEO của ngân hàng JP Morgan nói Bitcoin là một trò lừa đảo đây là cái thông tin ngày 20 tháng 9 năm 2017 và cuối tuần đó thì có thông tin là chúng ta thấy được là JP Morgan là một trong những cái quỹ đầu tư mà đi thu mua nhiều Bitcoin trong cái thời điểm đó Sau đó các bạn thấy được là ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 thì cũng ngân hàng JP Morgan nói là bây giờ khách hàng có tiền đã có thể đầu tư vào những quỹ đầu tư crypto thì các bạn thấy được là chỉ có từ năm 2007 tới bây giờ 4 năm ngắn ngủi thôi thì tình hình đã khác cho nên các bạn thấy được là 4 năm trước đây lúc này đó là ngân hàng JP Morgan đối với Thuận họ đã bắt đầu đi thu mua rất nhiều những cái cổ phần liên quan đến Bitcoin cũng như là Bitcoin và những loại tiền tương, tử khác Các bạn nghĩ đi Họ không biết nào mà mở cho cái thằng có họ thu mua mà bản thân họ không lưu trữ được Cho nên đối với thật chúng ta cần phải để ý đến một lần nữa Đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm Chỉ 4 năm ngắn ngủi thôi Sự thật đã từ từ hiện ra Chứ mà các bạn lúc mà JP Morgan nói Bitcoin đó là một trò lừa đảo Thì lúc đó, đó rất nhiều bài báo mà họ không thích Bitcoin họ chia sẻ thông tin này và họ rất là tự cao lúc đó nói là thấy chưa Bitcoin là cho lừa đảo nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn thời điểm đó đây chỉ là một cái tấm màn họ dùng để che mắt mọi người mà thôi tại vì họ không muốn giá cả tăng quá cao tại vì sao thì vì họ vẫn tiếp tục thu mua tới khi nào họ mua đủ rồi đó thì tự động họ sẽ chấp nhận mà thôi tình hình bây giờ là như vậy nhưng mà đây là những thông tin mà thuận chia sẻ với các bạn hồi nãy giờ đó là những cái thông tin gần đây mà chúng ta thấy được là có nhiều quỹ đầu tư đi thu mua cổ phần GBTC nhưng mà thật ra đó Cái này vẫn không có đủ Tại sao thằng lại nói như vậy Các bạn nhìn vào đi cái Khi mà các bạn lên trên cái trang web White Choice Hay là các bạn Google Grayscale Bitcoin Trust Hay là GBTC Discount All Premium to NAV Thì cái mà chúng ta đang nhìn trên màn hình đó, Biểu đồ này cho các bạn thấy được Một cái thông tin mà thường cũng thường hay chia sẻ với các bạn Trước đây là so với lại Cái cổ phần của GBTC đó thì so với lại giá Bitcoin thị trường nó lại rẻ hơn hay là mắc hơn Tại vì đó các bạn thấy được là công ty Rayscale đó họ một là thu mua Bitcoin cho khách hàng hai là khách hàng gửi Bitcoin cho họ sau đó là họ sẽ cung cấp những cái cổ phần từ cái quỹ đầu tư đó họ sẽ lấy hết tất cả những cái Bitcoin đó để vào một quỹ đầu tư và sau đó họ sẽ phân phối cái số cổ phần đó trên khách hàng và những khách hàng đó, đó là phải lock lại 6 tháng sau đó có thể giao dịch trên những cái sàn giao dịch như là chúng ta biết là những cái sự kiện unlock của Rayscale nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó thì các bạn thấy được là bây giờ có một chỉ số trên màn hình đó chính là trừ 11,19% thì chỉ số này là gì? Tại sao nó lại là cái chỉ số âm trừ 11,19% thì chỉ số này đại diện là cái cổ phần của GBTC bây giờ đang giao dịch trên thị trường thì đương nhiên GBTC đây là phần lớn những người mà sử dụng đó chính là những người đầu tư có tiền nhưng tổ chức đầu tư họ đi thu mua GBTC tại vì sao thì họ cần phải đi thu mua số lượng lớn Họ cần phải có sẵn. Họ không cần phải quan tâm đến lưu trữ Bitcoin như thế nào. Hay là những cái vấn đề liên quan. Không giống như là như các bạn. thôi như các bạn thì đương nhiên đi thu mua Bitcoin cho nó gọn. Nhưng mà những công ty lớn thì họ chỉ muốn thu mua GBTC mà thôi. Bây giờ thì cái phần trăm so sánh cổ phần GBTC với lại cái giá Bitcoin hiện bây giờ đó là đi mua cổ phần GBTC rẻ hơn tới 11% lần. Có thể là các bạn thấy được là đây cũng là một cái sự tăng trưởng rồi. Tại vì các bạn thấy là cách đây không lâu ngày 13 tây tháng 5 thì lúc đó đó cổ phần GBTC rẻ hơn là Bitcoin tới các bạn thấy được là 21,23% lần bây giờ chỉ còn có 11,19% khác biệt mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái mà chúng ta thấy được là GBTC được unlock rất là nhiều và mặc dù là bây giờ cổ phần GBTC đó vẫn là âm 11,19% nhưng mà chúng ta không thấy Tuy là chúng ta có những cái công ty như là công ty Ark Invest, chúng ta thấy được là Morgan Stanley, Uh, JP Morgan chúng ta có những cái công ty đầu tư như là Roger Investment đi thu mua GBTC nhưng mà cái số lượng thu mua cũng không có đủ để có thể đẩy giá của GBTC lên bằng với giá của Bitcoin có nghĩa là bây giờ đó những tổ chức đầu tư những công ty đầu tư lớn, những nhà đầu tư lớn họ thấy cái cổ phần của GBTC rẻ hơn là Bitcoin nhưng mà họ vẫn không có đi thu mua mạnh ở thời điểm này thì các bạn thấy được là cái sự mà hứng thú thu mua đến từ những tư đầu tư đó chúng ta chưa có thấy rõ ở thời điểm này. Đây là một trong những điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm đến tại vì khi nào mà các bạn thấy được là cái số âm này đã âm 11 tuy đã tăng lên từ âm 21 nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là cái số phần trăm âm này đó tăng lên và trở về số dương đó nhất là các bạn thấy được bắt đầu là cộng 1%, 2%, 10% thì đó là dấu hiệu rất tốt là những tổ chức đầu tư họ đã quan tâm lại và tiếp tục tích lũy Bitcoin bằng cách là họ đi thu mua GBTC khi mà GBDC đã quá mắc họ sẽ đi thu mua Bitcoin Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý đến cho nên Khi mà con số này trở thành con số dương đó là một trong những cái dấu hiệu xác nhận rất tốt Là chúng ta đã thấy cái sự trở lại đến từ nhiều nhà đầu tư lớn Bây giờ thì vẫn chưa có đã đỡ hơn là hồi tháng 5 có nghĩa là bây giờ là trừ 11,19% so với lại hồi tháng 5 mới đây là tới trừ 21% lần. Bây giờ đã đỡ hơn nhưng mà chúng ta cũng còn một khoảng nữa để có thể trở về con số 0 và bắt đầu đi vào dùng dương. Đây là những cái chỉ số rất quan trọng mà Thuận muốn tiếp tục theo dõi và sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới đây. Nói về những công ty đó như là các bạn thực tại sao mà có nhiều công ty như là Cathie Wood, Ark Invest hay là chúng ta thấy Morgan Stanley lại đi thu mua nhiều cổ phần của GBTC như vậy. Tại vì đó sau này khi mà có cái luật liên quan tới quỹ đầu tư Bitcoin ETF được ra đời thì lúc đó sẽ như thế nào? Lúc đó đó thì cái quỹ đầu tư GBTC này sẽ chuyển qua thành một quỹ đầu tư ETF Lúc đó thì cái cổ phần nó sẽ giống như là giá Bitcoin Cho nên nhiều người cho là mua cổ phần GBTC giá rẻ Bây giờ nếu như tin tưởng là sẽ có một Bitcoin ETF Thì sẽ dẫn đến là các bạn sẽ có lời Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy nhiều quỹ đầu tư thu mua GBTC Và nói tới những quỹ đầu tư nào mà đang lưu trữ GBTC đó Thì các bạn thấy được là những cái cổ đông lớn của cái quỹ này Đó chính là Oikenbest Horizon Kinetic, Mueller Value, Thorasso Investment, Corpus Asset Management, Simplify Asset Management, Systelligent, William Jones Wealth Management, IFP Advisor và True Independence Asset Management. Đây là những cái quỹ đầu tư lớn nhất mà đang lưu trữ cái cổ phần GBTC này. Chúng ta bây giờ đã nhìn thêm một thông tin khác nữa liên quan tới GBTC đi một điều mà thú vị ở đây. Thì nhiều bạn cũng đã hỏi thường là trên thông tin đó, chúng ta thấy được là quỹ này lưu trữ tới 600 mấy ngàn Bitcoin nhưng mà tại sao mà không kiếm thấy cái ví này ở trên cái tài liệu blockchain thì thật ra mà nói đó, chúng ta biết là họ lưu trữ hơn 600 ngàn Bitcoin nhưng mà đương nhiên họ sẽ có cách lưu trữ riêng họ sẽ chia sẻ thành nhiều cái ví lạnh khác nhau để mà giữ cái đồ an toàn chứ họ sẽ không có bỏ 600 ngàn Bitcoin vào trong một ví đâu nhưng mà điều mà thú vị đây đó chúng ta thấy được là khi mà nhìn vào tài liệu trên màn hình đó, đây là cái số lượng Bitcoin đang nằm trong cái tài khoản của GBTC à, Thì một điều rất rõ ràng là các bạn thấy được là cái đường màu cam này đó là có cái xu hướng đi xuống Cách đi không lâu đó, ngày 25 tây tháng 2 đó Là chúng ta có là 655.752 Bitcoin Cho tới bây giờ thì chúng ta còn bao nhiêu Bitcoin? Cho đến thời điểm mà thường làm video này đó các bạn thấy được là chúng ta còn 650.559 Bitcoin Có nghĩa là tính sơ bộ thôi các bạn thấy được đã có khoảng chừng là 5.000 Bitcoin đã biến mất Trong cái quỹ này từ cái thời gian tháng 2 tới bây giờ Một những câu hỏi mà thường chưa có câu trả lời là 5.000 Bitcoin này đã đi đâu Chúng ta đã biết là 5.000 Bitcoin này đương nhiên là không phải bị rút ra từ những người đầu tư Tại vì những người đầu tư bây giờ đó Họ chỉ có thể mua Bitcoin, nạp Bitcoin vào nhưng mà không thể lấy cái cổ phần để mà đổi ra Bitcoin được chỉ có thể lấy Bitcoin đổi ra cổ phần mà thôi nhưng mà đổi ngược lại là không được thì đương nhiên cái số lượng Bitcoin mất đi này đó là chỉ có công ty có thể làm được mà thôi họ lấy cái số lượng Bitcoin này đem đi đâu có thể là đây là cái phí quản lý của họ nhưng mà 5.000 Bitcoin là con số rất lớn có thể là họ cũng có một cái phần đầu tư nào đó trong đây cho nên họ tự để mà chuyển đổi GBTC thành Bitcoin thì họ có thể làm được nhưng mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời còn số này đó tính theo là nhiều tháng thì có thể nhiều bạn nói là từ tháng 2 tới bây giờ chỉ mất đi 5.000 Bitcoin thì lấy 5.000 Bitcoin chia ra 5 tháng thì mỗi tháng mất đi 1.000 Bitcoin chia ra 30 ngày thì được kêu mà nói là mỗi ngày cũng không có mất đi bao nhiêu khi mà chúng ta so sánh với cái số lượng giao dịch nhưng mà đây cũng là một điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.